chấn động tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, đúng tháng 12 âm lịch, vượt lên vận hạn, tài lộc như ý, cực may cực đỏ, trúng số bất ngờ, tiền tỷ về tay, người người ngưỡng mộ. Sinh thời hiếu nghĩa mẹ cha, vinh hoa phú quý tiền tài bao la, bốn mùa phất lộc vượng gia, không lo thất bát an khang dạng ngời, lộc sinh phúc lộc tuyệt vời, ấm no hạnh phúc muôn đời thịnh hưng. Kính chào quý cô bác tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 đã đến và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Quý vị thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc? Trong nghịch cảnh mỗi buổi sớm tinh khôi Đinh Dậu sẽ mỉm cười đón ánh bình minh. Khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà, bản mệnh Đinh Dậu hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Đinh Dậu. Phía trước Minh Đường Tử Vi biết rằng cô bác tuổi Đinh Dậu đã phải tìm đến video này, hẳn là cuộc sống của Đinh Dậu không được dễ dàng làm mấy. Đinh Dậu thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Đinh Dậu hãy luôn cảm thấy biết ơn ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Đinh Dậu những điều bất như ý cô bác nhé, vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ. Bản mệnh Đinh Dậu hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Đinh Dậu đang có, dù thuận lợi hay khó khăn cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời, bởi vì dù muốn hay không muốn nó vẫn xảy đến với cuộc đời Đinh Dậu. Vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp cô bác Đinh Dậu nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, cô bác dẫu có gặp nghịch cảnh thì con tim vẫn biết gieo vui. Trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10, nếu tâm của Đinh Dậu thay đổi thì thái độ của Đinh Dậu cũng sẽ thay đổi theo. Thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi, và khi thói quen thay đổi thì tính cách của Đinh Dậu sẽ thay đổi. Tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Đinh Dậu chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Cô bác Đinh Dậu thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, cô bác sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi ấy bản mệnh Đinh Dậu có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang trúng chín sắc xuân, tần ngần ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về. Tới nay Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý, đơn giản rằng sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ. Nhưng hiểu cách chân quý, mọi nghịch cảnh đón nhận mọi khó khăn chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác. Quý vị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời giúp người cô bác nhé. Và ngay bây giờ, không để cô bác anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời cô bác anh chị cùng lắng nghe. Thưa quý vị, Đinh Dậu là con giáp mệnh hỏa, có những ưu điểm khi nói tới mệnh hỏa là người ta nghĩ tới sức nóng, lửa hay mùa hè, mang tới ánh sáng, sự ấm áp, công bằng, công lý hay danh dự cũng như tinh thần bất diệt, sự nhiệt huyết và tấm lòng quả cảm. Trong nhiều quyết định của mình họ cũng cực kỳ dứt khoát và nhanh nhẹn nên hay chấp lấy được thời cơ tốt. Họ thường rất thích hoạt động, họ mạnh mẽ, quyết đoán, có thể nắm giữ vai trò lãnh đạo. Người mệnh hỏa có tính cách cởi mở, ấm áp, họ hứa ngoại, có tính cách khá nhiệt tình trong mọi hoạt động cũng như khi được người khác nhờ giúp đỡ, nên họ thường rất tốt bụng. Người mệnh hỏa cũng luôn sẵn lòng chấp nhận những thử thách, vì thế mà họ cũng rất thích sự mạo hiểm, có sự chủ động trong công việc, sự nghiệp, nên gặt hái nhiều thành công. Những người thuộc mệnh hỏa thường có tính cách mạnh mẽ, chúng ta không nhìn thấy vẻ ủy mị của họ, nên mang lại cho người khác cảm giác được che chở, bảo vệ. Nhược điểm, ở khía cạnh tiêu cực thì hỏa lại đại diện cho chiến tranh. Sự khiêu khích thuộc về sự hiếu chiến và đau thương. Vì thích nhanh và nóng vội nên họ khá thiếu kiên nhẫn, đó là lý do họ đã phải trải qua không ít những thất bại. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện người tuổi Đinh Dậu 1957 trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch hung cát song hành, hãy luôn kiên định. Xem tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch thấy rằng tháng cuối cùng của năm, người tuổi Đinh Dậu sẽ gặt hái được không ít thành công, nhưng song song với đó cũng sẽ phải đối diện với không ít khó khăn, thử thách. Đây là lúc bạn cần vững vàng, kiên định với con đường mình đã chọn. Trên phương diện sự nghiệp, tam hợp cho thấy bạn là người nghiêm túc, chăm chỉ trong công việc, bạn có tầm nhìn xa trông rộng, nên có thể lãnh đạo chỉ huy mọi người xung quanh. Tuy nhiên, những thành công bạn gặt hái được cũng sẽ khiến bạn trở thành ghê gai trong mắt của không ít kẻ tiểu nhân. Phương diện tài lộc, nhìn chung khá ổn định, bạn tiếp tục đi theo định hướng của mình từ trước đến nay,
thì không lo không kiếm được một khoản tiền đều đều vào túi. Tuy nhiên, trong những lĩnh vực mới thì bạn cần hết sức thận trọng, không nên vội vàng tiến hành các dự án mới. Điểm sáng nhất trong vận trình của con giáp này chính là phương diện tình duyên, ngũ hành tương sinh cho thấy bạn có cơ hội gặp được các đối tượng triển vọng, bạn cũng cởi mở hơn khi trò chuyện nên quan hệ đôi bên ấm lên nhanh chóng. Với các cặp đôi, hai bạn biết thay đổi để thích nghi và bao dung cho nhau, vì thế quan hệ ngày càng gắn kết. Chi tiết về các phương diện chính của Đinh Dậu trong tháng 12 âm lịch 2023. Về phương diện sự nghiệp, tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch khuyên bản mệnh hãy chuẩn bị tinh thần đối diện với khó khăn, nhưng bạn cũng sẽ gặt hái được không ít thành công trong tháng này nếu như bạn chịu cố gắng không ngừng, bởi công lao của bạn rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Cục diện tam hợp chỉ ra rằng bạn luôn chăm chỉ nghiêm túc trong công việc, vì thế mà mọi nhiệm vụ được giao đều sẽ đạt được những thành tích khá tốt. Hơn nữa, bạn còn là người có tầm nhìn xa trông rộng, có thể hướng dẫn, lãnh đạo mọi người xung quanh và nêu lên những ý kiến đúng đắn đóng góp cho sự phát triển của tập thể. Những thành tích cao mà bạn gặt hái được là hoàn toàn xứng đáng, một số người có thể được cấp trên cất nhắc lên vị trí quan trọng hơn. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng những thành công mà bạn đạt được có thể biến bạn thành kế gai trong mắt của kẻ tiểu nhân, ngũ quỷ cho thấy. Kẻ xấu luôn rình rập tìm cơ hội cướp mất công lao hoặc hạ bệ danh tiếng của bạn. Vì vậy mà làm việc gì, con giáp này cũng cần hết sức cẩn thận, đặc biệt là trong cách nói năng, hành xử. Một số người đang làm việc trong môi trường tập thể có thể đối diện với một vài khó khăn trong công việc do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm tuyệt. Bạn cảm thấy bối rối, lo lắng khi nghĩ rằng công việc của mình còn đang bấp bênh, chưa vững chắc được như người khác, hãy dành thời gian để cân nhắc về hướng đi của mình. Nếu đã chắc chắn thì hãy cố gắng đến cùng, đừng bỏ cuộc giữa chừng, còn nếu chưa chắc chắn thì đừng ngại hỏi ý kiến của những người đi trước. Về phương diện tài lộc, phương diện tài lộc của người tuổi Đinh Dậu nhìn chung khá ổn định trong tháng cuối năm này, dù bạn không có cơ hội phát tài phát lộc lớn, nhưng cũng không phải chi tiêu quá nhiều. Tam hợp cho thấy, dù làm việc trong lĩnh vực gì đi nữa, hãy tập trung và nghiêm túc với nhiệm vụ, bạn ắt gặt hái được thành công và nhận được những khoản tiền thưởng nóng, lời lãi hậu hĩnh. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải chú ý đến tác động của kẻ tiểu nhân trong thời điểm này, đối thủ có thể có những động thái cạnh tranh khá gay gắt để giành giật khách hàng. Điều bạn cần làm là giữ vững định hướng, phát huy thế mạnh của mình. Khi bạn đã có trong tay lượng khách hàng trung thành rồi thì không cần quá lo lắng. Nguyệt lệnh lâm tuyệt cũng khuyên bạn không nên vội vàng bắt tay vào những lĩnh vực mới trong thời điểm cuối năm gấp rút như thế này. Tốt nhất hãy dành thêm thời gian để tìm hiểu và chứng thực thông tin, đồng thời chuẩn bị đủ tiềm lực cho mình để sang năm mới bắt tay và thực hiện sẽ suôn sẻ hơn. Người trẻ tuổi cũng không nên quá sốt sắng nếu như bạn chưa thể gặt hái được thành quả gì lớn trong năm này. Những bài học mà bạn học được trong suốt một năm mới là tài sản quý giá nhất, giúp bạn có thể kinh nghiệm và bản lĩnh để vững vàng hơn trong tương lai. Về phương diện sức khỏe, căn cứ tử vi tháng 12 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, phương diện sức khỏe của người tuổi Đinh Dậu nhìn chung vẫn tương đối ổn định trong tháng cuối cùng của năm 2023. Dù bạn phải làm việc khá vất vả, con giáp này hãy luôn tìm cách cân bằng cuộc sống và công việc. Dù có bận rộn đến mấy cũng đừng quên cho bản thân mình nghỉ ngơi đúng lúc. Khi cơ thể khỏe mạnh thì bạn mới có thể tỉnh táo giải quyết những nhiệm vụ hàng ngày. Cuối năm bạn sẽ phải tham gia khá nhiều các hoạt động tổng kết, giao lưu, vì thế hãy hạn chế ăn đồ dầu mỡ, hạn chế uống rượu bia, nếu đầu óc không tỉnh táo thì không nên điều khiển phương tiện giao thông để tránh họa huyết quang. Về phương diện tình cảm, gia đạo, xem tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, có thể nói rằng phương diện tình duyên chính là điểm sáng nhất trong vận trình của người tuổi Đinh Dậu thời điểm cuối năm này. Bạn được tận hưởng niềm hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dưới tác động của cục diện tam hợp cũng như ngũ hành tương sinh, người độc thân đã cởi mở hơn khi trò chuyện, tiếp xúc với người khác giới. Bạn cũng tự tin thể hiện các ưu điểm của mình nên khiến nhiều người ấn tượng. Dù đã từng phải chịu tổn thương trong quá khứ thì lúc này bạn cũng đã vượt qua và sẵn sàng cho những người chân thành với mình cơ hội trò chuyện, tiếp xúc. Bạn nhận ra trên đời này vẫn còn nhiều người xứng đáng để mình trao gửi trái tim. Với người đã lập gia đình hoặc với các cặp đôi, hai người biết bao dung hơn cho những khuyết điểm của nhau. Đồng thời cả hai cũng sẵn sàng thay đổi để hòa hợp với đối phương, quan hệ đôi bên ngày càng khăng khít. Thưa quý cô bác anh chị, chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là chúng ta đã khép lại một năm 2023 dài đằng đẵng. Đối với Minh Đường tử vi thì năm qua khá nhiều may mắn. Nhờ được các thầy tử vi dự đoán được tương lai, nên biết tránh những họa hại vận vào mình nên cũng bớt phần đen đủi,
Không biết quý cô bác anh chị Đinh Dậu 1957 có ổn không ạ? Hãy bình luận xuống bên dưới video để Minh Đường Tử Vi được biết nhé. Trước khi đến với chi tiết từng tuần trong tháng 12 âm lịch này, Minh Đường Tử Vi xin gửi tới một đoạn chưa đầy đủ lắm về năm 2024 của quý cô bác anh chị tuổi Đinh Dậu 1957. Vậy năm 2024 này là hung hay cát? Xin hãy đến với phần luận giải sau đây của Minh Đường Tử Vi nhé. Năm 2024 là năm Giáp Thìn, mệnh hỏa. Theo quy luật ngũ hành, mệnh hỏa của năm gặp mệnh hỏa của tuổi nên được bình hòa. Lại có thiên can giáp gặp can đinh là bình hòa, địa chi thìn lục hợp với dậu nên rất tốt. Với những yếu tố thuận lợi về mệnh, thiên can, địa chi, năm 2024 được dự đoán là một năm đầy khởi sắc với tuổi Đinh Dậu. Nếu có dự định nào đó đã ấp ủ từ lâu thì mệnh chủ hãy tiến hành thực hiện. Trong năm Giáp Thìn này, Đinh Dậu 1957 sẽ gặt hái được nhiều thành công nếu có mục tiêu rõ ràng và kiên trì, nỗ lực làm việc. Chủ mệnh sống lành mạnh, tích cực, luôn giữ sự bình tĩnh để giải quyết mọi vấn đề thì cuộc sống sẽ sung túc, ấm no. Bước sang độ tuổi 68, sự nghiệp của tuổi Đinh Dậu đã có sự ổn định và đạt được những thành tựu nhất định. Chủ mệnh chỉ quan tâm đến vấn đề làm sao để duy trì được những thành quả ấy và để lại làm nền tảng cho con cháu phát triển sau này. Đối với tuổi Đinh Dậu, đây đã là thời gian nghỉ hưu, tĩnh dưỡng, nhưng là người chăm chỉ cần cù, nên chủ mệnh vẫn làm những công việc nhẹ nhàng, an toàn, vừa để tinh thần thoải mái lại tốt cho sức khỏe. Vận trình tài chính của quý ông tuổi Đinh Dậu trong năm 2024 rất ổn định, thuận lợi. Mệnh chủ nhận được những khoản lương hưu mỗi tháng, đủ để trang trải chi phí sinh hoạt trong cuộc sống đời thường. Thỉnh thoảng lại có những niềm vui bất ngờ do được con cháu biếu tặng. Nếu sống tiết kiệm chi tiêu hợp lý thì tuổi Đinh Dậu sẽ có những khoản tiền tiết kiệm dư giả trong năm 2024 này. Khoản dự trữ này rất cần thiết để quý ông có một cuộc sống an lạc, thư thả, chủ động hơn. Phương diện gia đạo của tuổi Đinh Dậu trong năm 2024 được hòa thuận, vui vẻ, là người lớn tuổi trong gia đình. Chủ mệnh luôn cư xử chuẩn mực để làm gương cho con cháu, chính vì thế, quý ông rất có tiếng nói trong gia đình và được mọi người kính nể. Tuổi 68 cũng là thời điểm tuổi Đinh Dậu nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bởi suy cho cùng gia đình mới là sự nghiệp quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người. Những bữa ăn tối thân mật, những cuộc trò chuyện chia sẻ, thấu hiểu nhau sẽ giúp mọi người trong gia đình gần gũi, gắn kết với nhau hơn. Ở độ tuổi này, sức khỏe của Đinh Dậu đã xuất hiện những dấu hiệu lão hóa, thi thoảng gặp những thay đổi trong cơ thể, đau ốm vặt, nhưng chủ mệnh không được chủ quan mà phải đi thăm khám sức khỏe định kỳ. Trong năm 2024 này, bản mệnh nên giữ cho mình một tâm trí thảnh thơi, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, nghỉ ngơi điều độ, để có một sức khỏe tốt nhất. Đồng thời Đinh Dậu có thể tham gia các khóa thiền định, tập luyện dưỡng sinh để làm đẹp đời sống tinh thần. Năm 2024, Đinh Dậu được sao Thái Dương chiếu mệnh trong hệ thống cửu diệu. Đây là phúc tinh mang tới những điều may mắn, tốt đẹp cho thân chủ. Vì vậy trong năm này bản mệnh sẽ gặt hái được những thành quả tốt đẹp. Nếu chăm chỉ, nghiêm túc làm việc, quý ông ra ngoài gặp được thầy hiền, bạn tốt giúp đỡ, cuộc sống được mãn nguyện như ý. Tử vi năm Giáp Thìn 2024, tuổi Đinh Dậu gặp hạn thiên la. Đây là hạn chủ về gia đạo bất hòa, dễ mâu thuẫn. Để giảm trừ tác động của vận hạn, mệnh chủ tránh nóng này, giữ gìn hòa khí cho gia đình, hãy dành nhiều thời gian hơn để quay quần bên con cháu, chia sẻ giúp đỡ người xung quanh, gia đình đoàn kết, yêu thương nhau thì vận khí mới hội tụ. Để cầu bình an may mắn trong năm 2024, tuổi Đinh Dậu có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy như mặt Phật bản mệnh, vòng tay trầm hương. Tuổi Đinh Dậu được Phật Bất Động Minh Vương hộ mệnh, đeo mặt Phật Bất Động Minh Vương bên người để cầu sự bình an, được Đức Phật dẫn đường chỉ lối, hướng đến cuộc sống an lạc, hạnh phúc. Đinh Dậu hợp với mặt Phật làm từ đá thạch anh xanh, tương sinh, hoặc đá mã não đỏ, tương hợp. Và bây giờ xin mời quý cô bác anh chị đến với chi tiết từng tuần trong tháng 12, tháng cuối cùng của năm 2023 nhé. Tử vi tuần 1, tuổi Đinh Dậu 1957, tháng 12 âm lịch 2023. Sự nghiệp của người tuổi Đinh Dậu phát triển rất tốt trong tuần mới này, dù đầu tuần, do tỷ kiên tác động, bản mệnh dễ vướng phải tranh chấp với đồng nghiệp, nhưng sau đó bạn có thể vượt trên những lời dị nghị và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Thiên ấn và chính quan cho thấy bạn có dấu hiệu được lãnh đạo tin tưởng và cất nhắc, chính tài phù trợ, người đã chăm chỉ làm lụng, cống hiến suốt thời gian qua có thể nhận được kết quả xứng đáng. Ngoài ra, bạn cũng có thể phát tài dựa vào sự may mắn của mình, tuy nhiên, không nên lấy đó là cái cớ để đảm biếng, không chịu lao động, cống hiến.
Chuyện tình cảm của bản mệnh không được tốt vào thời điểm đầu tuần, đôi lứa dễ tranh cãi với nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt không đáng có. May mà đến thời điểm cuối tuần, mọi khó khăn dần được tháo gỡ, hai bạn đã biết quan tâm, chia sẻ và thông cảm với nhau nhiều hơn. Sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt, các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý, chớ nên chần chừ do dự quá lâu, bởi cơ hội sẽ chẳng chờ đợi ai. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, đen, quý nhân phù trợ, thìn, sửu, con số may mắn, nam, 7, 57, 80, 12, nữ, 8, 35, 48, 33. Tử vi tuần 2 tuổi Đinh Dậu 1957, tháng 12 âm lịch 2023. Người tuổi Đinh Dậu theo đuổi con đường công danh sự nghiệp có một tuần khá tồi tệ, bạn mắc phải hết vấn đề này đến vấn đề khác suốt cả một tuần. Thiên quan và thương quan cho thấy bạn dễ gặp mâu thuẫn với cấp trên, kiếp tài và tỷ kiên cho thấy bạn cũng chẳng hề hòa hợp với đồng nghiệp. Trên phương diện tài lộc, chính tài lại cho thấy người làm đầu tư kinh doanh phát triển khá tốt trong thời điểm đầu tuần. Bạn có thể tìm được một mối làm ăn nào đó khá đáng thử sức, hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội để làm giàu cho chính bản thân cũng như gia đình mình. Chuyện tình cảm của bản mệnh có nhiều quãng trầm lắng, có thể vợ chồng bạn cảm thấy bất đồng quan điểm nên ít chịu trao đổi, tâm sự với nhau. Nhưng bạn có biết làm vậy thì quan hệ giữa cả hai sẽ càng trở nên xa cách hay không? Hãy suy nghĩ lại về những việc mình đang làm, nếu sai hãy sửa đổi ngay nhé. Thái Tuế khuyên bạn nên cẩn thận trong bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi cần ra khỏi nhà. Trước khi rời nhà, bạn nên có cách ăn mặc và bảo vệ bản thân phù hợp, đồng thời đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn, giảm bớt những ảnh hưởng xấu. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường cam vàng, quý nhân phù trợ tỵ, tý, con số may mắn nam 4, 74, 07, 72, nữ 208, 13, 54. Tử vi tuần 3 tuổi Đinh Dậu 1957, tháng 12 âm lịch 2023. Một vài cơ hội làm ăn sẽ đến với người tuổi Đinh Dậu vào thời điểm đầu tuần và giữa tuần. Bạn cần phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội nếu muốn cải thiện tình hình tài chính của mình, còn nếu bạn tự ti hay do dự thì thời cơ sẽ trôi qua rất nhanh thôi. Thương quan và kiếp tài cho thấy, đầu và giữa tuần là thời điểm khá thử thách đối với người làm công ăn lương. Đừng để những khó khăn trong công việc hạ gục bạn, cần mạnh mẽ tiến lên thì mới mong được nhận thành quả xứng đáng với công sức của mình. Sao tử vi mang lại ít nhiều may mắn cho người tuổi này, nếu còn trẻ tuổi bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, thách thức hoàn cảnh, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới trong thời gian sắp tới. Trên phương diện tình cảm, dường như cả bạn và người ấy đều đang quá bận rộn, nên thiếu thời gian quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, bạn tưởng rằng như vậy là bình thường. Nhưng trên thực tế thì có rất nhiều nguy cơ đang ẩn tàng sau sự yên lặng này đấy, hãy giảm bớt thời gian cho công việc và quan tâm đến người ấy hơn. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, vàng, quý nhân phù trợ, hợi, tuất, con số may mắn, nam 4, 82, 37, 69, nữ 2, 49, 95, 97. Tử vi tuần 4, tuổi Đinh Dậu 1957, tháng 12 âm lịch 2023. Sự nghiệp của người tuổi Đinh Dậu trên cơ bản là tốt vào tuần mới này, bạn tìm được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân, đồng thời nhận được sự tin tưởng của cấp trên và lãnh đạo. Tuy nhiên, bạn không nên quá kiêu ngạo mà vô tình đắc tội người khác trong vô thức. Tình hình tài chính của bản mệnh không có quá nhiều biến động, thời điểm cuối tuần, bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ vận may. Tuy nhiên, thiên tài khuyên bạn chớ nên dựa dẫm vào điều đó mà cần phải kiếm tiền dựa trên công sức lao động chân chính của mình. Sao Dịch Mã chiếu mệnh khuyên những người vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu, ai rồi cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức của mình. Chuyện tình cảm của người tuổi Đinh Dậu chủ yếu gặp rắc rối vào những ngày giữa tuần, nhưng đến cuối tuần thì có dấu hiệu ổn định hơn. Bạn không còn đặt ra những yêu cầu quá cao cho người ấy nữa mà bắt đầu suy nghĩ đến cảm nhận của đối phương nhiều hơn. Các chỉ số trong tuần:
Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng, quý nhân phù trợ, Hợi, Tuất. Con số may mắn, nam, 11, 36, 61, 01, nữ, 5, 73, 70, 30. Xem tuổi sông nhà là một trong những truyền thống đẹp của người Việt để cầu một năm mới thịnh vượng, phát tài. Theo đó, vị khách đầu tiên tới chúc Tết mà hợp tuổi với gia chủ là người sống đức độ, tử tế thì sẽ mang nhiều phước lành, tài lộc, vận may đến với gia đình. Gia chủ tuổi Đinh Dậu 1975 hợp với các con giáp tuổi Tỵ, Sửu, nhóm tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu hoặc tuổi Thìn, nhị hợp Thìn, Dậu. Ngoài ra cũng có thể chọn người mệnh mộc tới sông nhà. Cụ thể những tuổi sau sẽ hợp sông nhà cho gia chủ tuổi Đinh Dậu 1957, Giáp Thìn 1964, Ất Tỵ 1965, Mậu Thân 1968, Kỷ Dậu 1960, Bính Thìn 1976, Đinh Tỵ 1977. Ngày nay xã hội ngày càng hiện đại, bất kể là nam hay nữ đều có thể đến sông nhà, miễn sao là người hiền lành, tử tế, đức độ thì sẽ mang tới phước lành. Thưa quý cô bác Đinh Dậu thân mến, ở tuổi 67, điều mà quý cô bác không nên làm là gì? Những vấn đề của người cao tuổi cần kiêng cữ và tránh có nhiều, và cơ bản nhất là những điều sau: không nên ăn quá nhiều những thực phẩm có chứa nhiều protein. Protein quá nhiều sẽ khiến cho cơ thể tăng cường bài tiết canxi, và điều này thì không tốt đối với người cao tuổi. Bên cạnh đó, thận của người già cũng hoạt động không tốt như khi còn trẻ, do đó, các chất protein không thể tiêu hóa hết và chúng sẽ gây nên những ảnh hưởng ở hệ tiêu hóa. Không nên ăn nhiều đường, những món ăn có quá nhiều đường, đường vào cơ thể thúc đẩy gan tổng hợp chất béo, làm cho chất béo trong máu tăng nhanh hơn. Điều đó sẽ khiến cho huyết quản của người già nhanh sơ cứng hơn. Bên cạnh đó, ăn quá nhiều đường cũng sẽ khiến cho hệ tiêu hóa gặp nhiều vấn đề hơn và cũng khiến người GIA phải đối diện với bệnh tiểu đường. Không nên ăn nhiều đồ hoa quả đóng hộp, bởi lượng đường trong những loại hoa quả này sẽ tăng lên và điều đó không hề tốt cho hệ tiêu hóa, cũng như bệnh tiểu đường có thể tới tìm. Không nên uống bia thường xuyên, bởi các chức năng hoạt động của các cơ quan nội tạng ở người già đã bắt đầu kém đi, và việc tiêu thụ bia vào người sẽ khiến cho lượng nhôm tăng cao, tích tụ và gây nên ngộ độc. Không nên chơi cờ quá lâu bởi xương khớp của người già không còn được chắc khỏe như con trẻ. Bên cạnh đó, việc tập trung căng thẳng quá lâu cũng không tốt cho sức khỏe của người già. Đó là những điều mà người già nên tránh để có sức khỏe tốt và trường thọ. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.